Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311, 591 -5311. Natural Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 hay vào website cá nướng da giòn.com hoàng trọng thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả chào đón quý vị đến với Thời sự Thế giới sau cà phê sáng trở lại với các bản tin đáng chú ý. Ngày hôm nay Thảo Yên hôm nay tạm vắng mặt sẽ trở lại hy vọng là vào ngày mai. À trong thời gian này thưa quý vị thị trường tài chính mở cửa vào sáng ngày hôm nay và các con số à, cho thấy trộn à, lẫn à, Dow Jones thì xuống 95 điểm Nasdaq lên 77. S&P 500 lên 5 điểm. Các mối quan tâm về Trung Quốc đang bị ảnh hưởng rất lớn về tình hình địa ốc. Các công ty lớn như Evergrande đã khai phá sản. Rồi công ty Country Garden là những đại công ty về địa ốc của Trung Quốc cũng khai phá sản. Những ảnh hưởng này đang tạo nên các mối quan tâm. Và liệu chưa biết được là thị trường có tiếp tục nổi trội trong năm nay hay không, hay còn nhiều tin tức khác sẽ gây ảnh hưởng. Dow Jones có lúc lên trên 35.000 điểm trong thời gian qua đã trả lại hết, còn có 34.357 mà thôi, rớt hơn 700 điểm trong thời gian qua. NASDAQ thì không vượt quá nổi 14.000 điểm hiện nay vẫn ở mức 13.569. Nếu quý vị theo dõi các con số này hầu như hàng ngày thấy vẫn còn nhiều bấp bênh, chưa có một cái hướng đi rõ rệt về nền kinh tế Mỹ vẫn đang ảnh hưởng chung với tình hình mậu dịch trên toàn cầu. Cho nên Nhật Bản, Châu Âu và Trung Quốc cũng như Châu Âu thì chúng ta có Đức. Á, những quốc gia có nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới này có những ảnh hưởng à, vì vấn đề lạm phát và qua đó là mức sản xuất, đồng thời yếu tố của cuộc chiến Ukraine sau à, hơn hai, gần 2 năm vẫn còn là một yếu tố quan trọng để định ra, định hình sự phát triển của nền kinh tế." một phần nữa thưa quý vị từ ngày hôm qua tới giờ đó giới đầu tư vẫn rất quan tâm về công trái phiếu của Mỹ à, vẫn tiếp tục tăng mạnh hôm nay thì xuống nhưng mà thực ra nó vẫn đứng nguyên thậm chí còn có thể lên nữa 4,33 và phân lời mua nhà 30 năm bây giờ đã trên 7% rồi à, Việc mà phân lời tăng như vậy Phân lời um, không những mà ngân hàng trung ương tăng Mà còn ảnh hưởng tới địa ốc và nhiều các món nợ khác nữa Thẻ tín dụng Quý vị đã thấy tăng rất Có những thẻ trên 30% trong thời gian qua à, Mua xe cũ cũng tăng rất mạnh 14-17% Công trái phiếu hôm nay là 4,33%, 2 năm là 5,03%. Giá dầu xuống 25 sen, một trong những tin lạc quan có vẻ là dầu hỏa. Miễn làm sao đừng vượt quá 85 đồng lên 90 đồng. Nỗ lực của Ả Rập Sao đi trong thời gian qua cắt giảm sản lượng dầu thô. À, đồng thời không đáp ứng được bởi vì Nga không làm điều đó, Iran các quốc gia sản xuất dầu không cắt giảm bởi vì cắt giảm mà giá dầu thấp thì càng gây hại đến nguồn ngoại tệ nhập cảnh của họ và vì thế ả rập thì cắt nhưng mà các quốc gia không cắt thì nó làm bão hòa cái số lượng dầu hỏa chưa kể là hoa kỳ vẫn tiếp tục phát triển và tăng trưởng như thường về lĩnh vực dầu hỏa Giàu 80 đồng 47 sen vàng lên 80 sen 1923 đồng 80 sen. Một bản tin đáng chú ý ngày hôm nay đó là ông John Eastman, một trong 18 người được xem là ally, tức là đồng minh của ông Trump, đó, bây giờ trở thành đồng phạm từ đồng minh, mà khi bị truy tố họ sẽ thành đồng phạm, cho nên quý vị sẽ nghe hai thuật ngữ này đồng minh rồi đồng phạm, bởi vì tất cả có 19 người đã bị công tố, Fanny Willis của tiểu bang Georgia truy tố từ thứ hai tuần trước và bà cho phép à, những người này có trong vòng hơn 10 ngày để nộp mình một uh, hình thức thay vì họ bị đến nhà bắt và bị truy nã, đó là những cái tội hình sự liên quan đến giết người. Nhưng đây là tội liên quan tới lừa đảo, tìm cách can dự, xen lấn vào vấn đề bầu cử, cho nên vẫn có khoảng cách và thời gian để những người này ra nộp mình. thì trong cuộc họp báo bà nói rằng đến trưa thứ sáu này những người trong đó kể cả ông cựu tổng thống Donald Trump sẽ phải đầu thú tại nhà tù của quận Fulton tiểu bang Georgia. Đầu thú ở nhà tù và điều này để cho thấy khác hẳn với các lệnh truy tố liên bang khác từ New York đến Miami và Washington khi ông Trump chỉ xuất hiện ở tòa án thôi, bởi vì đó là tùy theo mỗi một khu vực họ đưa ra việc uh, truy tố và yêu cầu nộp mình họ cho phép ông uh, cựu tổng thống có cái thời hạn đó để uh, đầu thú tại tòa nhưng mà trong trường hợp này dưới luật rico tức là luật liên quan tới tổ chức băng đảng tội phạm tội phạm có tổ chức uh, tội phạm có tổ chức bao gồm việc uh, buôn người hành nghề uh, mãi dâm buôn bán ma túy hoặc là có những độc lực liên quan đến chính trị mà trong trường hợp này họ thấy nếu đưa ra từng người xử đó thì nó sẽ mất quá nhiều thời gian và tài tránh công của của liên bang và tiểu bang Fulton. Vì thế theo luật RICO luật về băng đảng đó họ gom hết tất cả lại và cho cả 19 người bao gồm ông Trump cùng một ngày thứ sáu này thì ông John Eastman vào sáng ngày hôm nay trước đó thì luật sư đã tuyên bố ông sẽ ra đầu thú và ông đã ra đầu thú rồi tại nhà tù một nhân vật thứ hai là một người Bond thưa quý vị ông này đó hành nghề về việc đóng tiền tại ngoại ông có một công ty chuyên đóng tiền tại ngoại một công ty này có nghĩa là quý vị thí dụ như có ai đó bị bắt thì quý vị phải đi tìm một cái bails khi mà họ xuất hiện ở tòa đó thì bails đó sẽ nói rằng ồ oh, à 50.000, ngàn, 100.000 thì khi mà họ nói rằng 100.000 hay 200.000 á vân vân trong trường hợp của ông Trump thì à bên phía quận Fulton Tân đặt ra án bails là 200.000 thì quý vị chỉ cần 20% có nghĩa là phải đến gặp cái người Bell's Bond đó mua một cái bonds để bảo đảm với tòa là sẽ xuất hiện trong phiên xử sắp tới. Thì cái người Bell's Bond đó sẽ kiếm lời 10% trên cái số tiền quý vị đóng. Và vì thế cái người Bell's Bond sẽ đồng ý nộp cho tòa 200 ngàn ngược lại đó. Thì bên họ lấy 20 000 tiền lời một cái lẽ nghe là khi đóng bell này đó là mất luôn thế thì ngay cả cái người bellsmon này cũng ủng hộ cái việc âm mưu để lừa đảo và can thiệp bầu cử thì cái ông bellsmon cũng đã nộp mình vào ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì Isman và từ bây giờ đến thứ sáu này lần lượt những người này sẽ xuất hiện họ không muốn xuất hiện một lúc để ống kính truyền hình quay trong khi đó thì ông Trump đã có những quyết định gì? Thưa quý vị, trong trường hợp này mời quý vị theo dõi tiếp Thời sự Thế giới ngay sau bản quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 -7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311, -5311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com Chúc quý trở lại với tất cả quý khán giả một lần nữa Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn Little Saigon TV Theo dõi Cà Phê Sáng và Thời sự Thế Giới Trước khi tiếp tục các bản tin đáng chú ý Một thông báo gửi đến quý vị Không ngờ nhanh đến như thế Sắp trung thu rồi Nhưng mà Little Saigon TV luôn luôn tổ chức trung thu sớm Và 9 tháng 9 tới đây Tại Phước Hộp Thọ Sẽ là chương trình Tết Trung Thu Do Little Saigon TV tổ chức Và mời các quý vị gia đình các em đến chơi Từ 2 giờ đến tối luôn ngày 9 tháng 9 thứ bảy quý vị nhớ ghi vào sổ nhé. Và đặc biệt là các em dưới 18 tuổi đến sớm tại Phước Lộc Thọ tham gia vào chương trình thi làm bánh phục linh. Bánh phục linh quý vị thấy cái bánh Việt Nam mấy đứa nhỏ chúng tôi <laughs> lâu lắm rồi mới nghe thấy bánh phục linh. Thì để chương trình nó vui từ 2 giờ đến 3 giờ À, quý vị đưa các em dưới 18 tuổi nam nữ à, con trai bây giờ làm bánh còn ngon hơn con gái nữa cho nên để các em học làm bánh phục Linh à, đài sẽ cung cấp đủ hết bột khuôn để các em học làm bánh phục Linh Rồi à, các em được tặng lồng đèn nè Rồi có nhiều món quà lắm Rồi các em còn được à, trà sữa Phúc long ủng hộ cho 30 em tham gia đầu tiên. Cho nên 30 em nào quý vị phụ huynh đưa đến sớm nhất ngay có uh, phiếu uh, coupon để có được trà sữa Phúc Long. Quý vị có thể ghi danh cho các em ngay bây giờ 714 979 9562 hoặc quý vị vào trong email info at tv com Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo gửi đến quý vị. À, vào rãi, lúc rãi chúng tôi đề cập đến uh, việc đầu tiên là có hai nhân vật nằm trong số các đồng minh 18 nhân vật đồng minh của ông Trump đã được à, nằm trong án lệnh của quận Fulton phải ra nộp bình thì đầu tiên đã có ông John Eastman một người làm Belmont cũng ra nộp mình ngày hôm qua, hôm nay thì ông John Eastman và sắp tới đây sẽ có những nhân vật khác ra xuất hiện, trong đó có ông Rudolph Giuliani. Thì ông nghĩa là trong suốt mấy ngày hôm qua mấy ngày nay đó ông đã lên xuất hiện trên video để tự bào chữa và ông anh nghĩa là chỉ trích việc mà truy tố ông cũng như các đồng minh của ông Trump về cái tội gọi là Rico đó tội ghép vào tổ chức tội phạm thì ông nói rằng ô tôi là một công tố viên của New York tôi là người biết rõ hành vi của tôi không hề có những yếu tố nào để cấu kết thằng tội băng đảng hết. thậm chí ngày hôm qua ông Rudolph Giuliani còn nói rằng ông có những bằng chứng khoa học để chứng minh rằng vụ lừa đảo phiếu bầu gian lận bầu cử ở Georgia là có thật. thế nhưng tương tự như những tuyên bố của ông Trump, tuyên bố của đây là bà Sydney Power các nhân vật mà họ nói rằng đứng ra bào chữa và đồng thời đó kết án tiểu bang Georgia quận Fulton có hành vi gian lận, đó. toàn là những luật sư nổi tiếng trước đây và vì thế hiện nay đó thì bà Sydney Power không hề lên tiếng nhưng mà ông Rudolph Giuliani cùng với ông Trump đó, lên tiếng mạnh mẽ nhất để phản bác tất cả những à, truy tố của quận Phu Tân Riêng với ông cựu tổng thống thì à, đã à, tuyên bố vào tối ngày hôm qua ông sẽ nộp mình vào thứ năm này. vào thứ năm này à, hiện nay chưa biết được mấy giờ ông sẽ xuất hiện nhưng mà thay vì thứ sáu 12 giờ trưa là hạn chót thì à, luật sư của ông Trump nói rằng ông sẽ nộp mình vào ngày thứ năm này và chắc chắn hiện nay đã trước nhà tù của quận Phu Tân xin nhắc lại một lần nữa lần này đó thì các đồng phạm và cá nhân của ông trump sẽ không xuất hiện ở tòa để nộp mình mà họ phải đến nhà tù để nộp mình thì nhấn vật vật khác hiện nay bản tin không cho biết là họ có bị còng tay nhưng mà cái chuyện chụp hình để mà lấy dấu là bị can là có xảy ra Thật nhanh thưa quý vị, đây là tin tức um, đáng chú ý từ năm 2016 khi cái chết của bà Priyanka Rudolph xảy ra. Đây là ông Larry, hai vợ chồng này hành nghề nha sĩ và được xem là giàu có từ Denver, Colorado đến Pennsylvania, họ có nhiều văn phòng nha khoa lắm. Nhưng mà trong một chuyến đi châu Phi thì ông Larry này đã giết vợ mình Ông nói đó là một tai nạn, nhưng mà cuối cùng phe công tố và kể cả gia đình của bà cũng đã chứng minh là cái chết này là do ông này dựng ra. Vì ông có nhân tình, thưa quý vị, ông có nhân tình giết vợ để làm gì? À, không biết vì lý do nào, họ nói rằng giàu có, nhưng mà tại sao ông phải giết vợ để lấy tiền bảo hiểm là 5 triệu Mỹ Kim? Giết vợ để lấy 5 triệu Mỹ Kim sống với tình nhân. Có thể là hoạt động của văn phòng xa suốt và hết tiền rồi. Cho nên ông phải giết vợ để lấy bảo hiểm. Và không muốn sống với vợ nữa. Thì ông đã bị truy tố chung thân. Và chưa hết bồi thường cho gia đình của người vợ mình 15 triệu Mỹ Kim. À, cái vụ án này rất lớn và được xử ở thành phố Denver, Colorado. Chúng tôi à, à, cắt ngắn phần thời sự thế giới ngày hôm nay và sau đây sau phần quảng cáo mời quý vị theo dõi bản tin nổi bật đã được thu trước với Đinh Quang Thái ngày hôm qua. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp tục với thời sự thế giới quý vị.